Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì những bài cái chia sẻ trước của Nga thì Nga cũng có nói với các anh chị về cách thức mà book vé máy bay, rồi cách thức mà khi mà các anh chị apply visas online để xin cái form DS160, và Nga có hướng một cái video clip rất kỹ về cách mà các anh chị book vé và săn vé máy bay giá rẻ. Thì các anh chị cứ xem đó và các anh chị làm theo. Và hôm nay Nga cũng chia sẻ cho các anh chị thêm một số điều mà Nga nghĩ là nó cũng có thể có ích cho các anh chị. Và đặc biệt là các anh chị mà sắp tới đây sao, trong cái kỳ nghỉ Tết, hoặc là những cái kỳ nghỉ hè, hoặc là những cái chuyến đi sắp tới của các anh chị mà đi công tác tại Mỹ. Và các anh chị có thể là đây coi như là cái tham khảo của mình thôi, nó không có gì hết cả. Và Nga sẽ có một cái số guide, một cái số tip để mà hướng dẫn các anh chị để cho mình có một cái sức khỏe tốt. Và khi mà mình đến ngay tại sân bay thì mình sẽ làm như thế nào cho nó nhanh, gọn lẹ và đỡ mất thời gian của mình. Sau khi các anh chị đã book được cái vé máy bay xong rồi á, thì bây giờ mình đến tiếp tục cái hành trình mình đi. Hôm trước Nga có nói với các anh chị là ở giống như là viếng thăm ở bờ Tây gần cái gì điểm nào. Còn bờ Đông á, thì Nga cũng có chia sẻ với các anh chị. Và bây giờ là cái cách thức mà từ Việt Nam mình sẽ bay qua bên Mỹ. Và Nga cũng xin chia sẻ như thế này. Sau khi mà các anh chị check-in vé tại sân bay và khai báo với hải quan thì các anh chị cần phải lưu ý rõ là những cái hành lý, những cái vật dụng không được đem lên trên máy bay, nhất là trong hành lý carry on của mình, là mình không được mang những kim loại chất lỏng này kia. Và tiền của mình không được mang quá 5.000 đô, vì hải quan mình sẽ, nếu như mình mang hơn thì mình sẽ gặp một số rắc rối tại ngay cái hải quan. Và sau khi các anh chị đã check ở phần mà security ngay hải quan đó, thì các anh chị sẽ đi tìm cho Nga cái gate để chờ lên máy bay. Thì khi các anh chị đến giờ lên máy bay, các anh chị vô và ngồi chỗ cho thiệt là ok. Và Nga cũng có một lời khuyên là khi các anh chị tìm chỗ ngồi trên máy bay á, thì khi các anh chị book vé thì nên chọn ngay vị trí mà lối thoát hiểm. Tại sao Nga nói như thế? Tại vì thứ nhất là trước mình á, sẽ là một khoảng trống. Mình muốn đi lúc cứ bất, giống như mình ngay ngồi đó, mình muốn đi bất cứ lúc nào là tùy ở mình. Mình không phải làm phiền người ta. Và việc thứ hai nữa là ngồi ngay vị trí đó Nga rất là thích. Tại vì các anh chị có thể để chân thoải mái, không vướng bận gì hết. Do đó là nên tìm ngay cái vị trí lối thoát hiểm ngồi là sướng nhất. Việc thứ hai là mình ngồi ngay cái lối đi là khỏe. Tại vì mình muốn đi lúc nào, giống như nãy Nga nói rồi, có mắt vệ sinh muốn đi lúc nào cũng dễ dàng, không làm phiền ai hết. Và khi các anh chị đã vô máy bay thì chắc chắn là trong vòng khoảng chừng khi máy bay đã cất cánh lên một cái độ cao ok rồi, ổn định hết, thì bắt đầu người ta sẽ phục vụ cho các anh chị ăn uống. Và sau khi ăn uống xong, đối với một số anh chị không thể nào ngủ được trên máy bay, và đặc biệt là mấy kỳ trước của Nga cũng vậy, Nga cứ thể ngủ được, nhưng trong chuyến bay cũng trước đó vài ngày thì Nga không có ngủ, Nga cảm giác hơi choáng. Và thế là Nga đã lấy ra một cái viên thuốc mà gọi là Tuzon, hoặc là viên thuốc ngủ hay gì tùy các anh chị thôi, nhưng dùng cái viên đó để cho nó cân bằng lại cái bộ não của mình, nó không chóng mặt. Và khi uống vào thì Nga ngủ một giấc thật là ngon. Nghĩa là sau khi ăn xong, Nga đánh răng, súc miệng, rửa mặt xong, Nga vô cái chỗ của mình, Nga ngủ. Ngủ xong rồi khi mà nó stop một chặng thứ nhất, tùy các anh chị sẽ stop cái chặng thứ nhất ở đâu. Có thể các anh chị sẽ stop ngay Quảng Châu, Hồng Kông, hay là Taiwan, hay là Hàn Quốc, hay là Nhật. Thì mấy cái chặng stop đó các anh chị sẽ stop đó. Và khi stop ở đó một chặng thì khi ra thì phải tìm đến cái gate kế tiếp của mình. Và đặc biệt khi mà đến hải quan, phần khai tiếp tục hải quan ở cái nước stop đó. Ví dụ thì rồi ngay đi Quảng Châu thì khi khai báo thì các anh chị cần lưu ý là
khi xuống thì lượng hành khách rất là đông, thì vui lòng xem cho kỹ cái thời gian khởi hành kế tiếp của mình sẽ mấy giờ. Nếu như trường hợp đi khởi hành của mình là cách cái thời gian transit của mình chỉ được khoảng tầm 2 tiếng mà cái line mình make line thật là dài, thì Nga xin khuyên các anh chị là hãy la lên hoặc gọi ngay nhân viên của cái ngay sân bay và bảo rằng tôi sắp sửa chuyển chuyến bay mà với cái khoảng mà mình xếp hàng như thế này sẽ không kịp thời gian để tôi ra, thì bây giờ giải quyết cho tôi như thế nào để cho tôi kịp, còn trễ chuyến bay ở các anh chị sẽ chịu trách nhiệm hết. Thì Nga đảm bảo với các anh chị là lật đật là cái người nhân viên đó họ sẽ xếp cho anh chị vô một cái lối đi rất nhanh để qua. Tại vì ở chặng Quảng Châu cũng giống như Hồng Kông, họ cũng sẽ xét thêm một lần nữa. Do đó là khi mà chuyển ở Quảng Châu hôm kỳ đó của Nga là sau khi mà check xong nữa, đóng giấy, đóng mộc này kia rồi kiểm tra hành lý nữa. Và đặc biệt khi các anh chị khai ở hải quan ở Quảng Châu thì các anh chị cần lưu ý một điều là họ sẽ hỏi các anh chị là có đem iPad hay không. Mà đợt đó Nga không biết. Nga nói là Nga không, nhưng mà Nga quên là trong cái hành lý của Nga có một cái không phải iPad mà cái tab cũng giống như cái iPad. Mình không nói rõ mà cái cách của họ làm rất là kỳ, họ quăng cái ba lô của Nga xuống cái rầm. Khi lúc đó Nga mới giật mình, Nga mới nói là ủa tôi không có iPad nhưng trong cái hành lý của tôi còn có những cái thiết bị khác có thể làm dễ vỡ. Do đó đề nghị là các bạn hãy để nhẹ nhàng xuống. Và Nga lật đật mở ra, Nga nói là nếu như cái trường hợp này mà nó gặp trục trặc thì tôi bắt các anh chị giải quyết cho tôi cái máy của tôi nha, tôi nói trước rồi. Thì mình kiểm tra, nhưng mà cái đó là chỉ trường hợp của Nga, tại vì mình phải nói họ cẩn thận hoặc là mình không có, mình phải nói với họ là nhẹ nhàng khi đặt xuống. Tại vì những người hải quan, những người kiểm tra tùy người, có người họ rất đàng hoàng và có người họ cũng rất là kỳ, do đó mình không thể nào biết được. Và việc thứ hai nữa là việc kế tiếp sau khi check xong, các anh chị phải lật lật đi tìm cái bo liền để mà đi, để chặn kế tiếp. Và khi lên chặng kế tiếp cũng giống như chặng kia, các anh chị lên máy bay xong các anh chị tìm chỗ ngồi, tìm chỗ ngồi xong máy bay sẽ bay đến độ cao ok, rồi các anh chị sẽ tiếp tục được phục vụ ăn uống trên đó. Và sau khi ăn uống xong thì các anh chị nên ngủ một giấc thiệt là ngon, do cái viên thuốc mà họ Nga uống ở chặng thứ nhất á nó còn tác dụng. Do đó lên cái chặng thứ hai hầu như nguyên một chuyến là Nga chỉ có ngủ với ngủ thôi. Và khi đó tới bên cái phi trường của bên Lot thì đặc biệt các anh chị nên lưu ý là bất cứ phi trường nào cũng vậy, trước khi mà các anh chị vô xếp hàng để check ở security hết thì các anh chị Nga khuyên là nên đi vệ sinh. Tại vì sao? Cái line họ sẽ xếp rất dài và nhiều khi mình đi trong cái line đó gần 2 tiếng đồng hồ hoặc 3 tiếng đồng hồ lận. Do đó là mình cứ việc giải quyết xong những cái gì mà liên quan đến cá nhân của mình rồi mình vô đó mình xếp. Sau khi xếp xong, ở những chuyến đi trước á, thì người ta sẽ phát một cái tờ giấy để khai báo hải quan ở trên máy bay. Nhưng những cái chuyến đi sau này không cần. Có nghĩa là những cái câu hỏi đó cũng tương tự trong máy, do đó là các anh chị sẽ lại khai tại máy. Và các anh chị khai những thông tin đó ở trên máy. Và họ hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Hoa, tiếng Anh và hình như là có tiếng cả tiếng Pháp nhưng không có tiếng Việt Nam. Do đó là các anh chị phải hiểu một số câu của trong tiếng Anh và các anh chị khai báo, nhớ là khai báo như trong cái visa của mình. Chứ anh chị mà khai báo sai một cái là hải quan họ sẽ dịch lại và họ sẽ hỏi làm phiền. Và khi anh chị khai báo xong sẽ in ra một cái tờ giấy. Cầm tờ giấy đó, cầm với kết hợp passport thì đi đến quầy hải quan, họ sẽ đóng dấu cho mình. Và họ có thể họ sẽ hỏi một số câu, đó là các anh chị phải trả lời. Và đặc biệt nữa là sau khi khai báo hải quan xong, Nga cũng khuyên các anh chị có một cái này cũng rất quan trọng. Là khi các anh chị đi xuống nhận hành lý, đợt đó thì Nga đi Nga nhận hành lý. Và lần đầu tiên Nga đến Nga không biết thì cái lượng du khách rất là đông. Và lượng du khách trong cái chuyến đó là đa số là cái chuyến đó là cái lượng trên sân bay là từ Trung Quốc qua rất là nhiều. Và những người này thật sự là mình nếu mà mình hiện mình sẽ không có được lợi gì hết á. Nga đứng lấy cái xe để ra lấy hành lý thì mình đâu có biết đâu, mình mới dính cái nó lại nó giật của mình luôn.
Thế là đợt đó là mấy người chung nghe mới hỏi thì trong chẳng người ta nói cứ dình yên, người ta đến nói lấy cái gì đội xe của mình chỉ người ta bắt đi qua chỗ khác, không đưa là không đưa. Thế là Nga áp dụng theo. Do đó là mấy lần sau là khi xuống mà Nga lấy xe trong cái dãy xe của mà nhân viên sân bay người ta đưa ra thì Nga lật đật là Nga dịnh và Nga không buông ra. Có nghĩa là mình dịnh là mình giữ của mình, rồi khi mà rút ra rồi mình lấy cái đó mình đến bo mà mình nhận hành lý thôi. Và khi đến đó nhận hành lý thì tự một mình khiêng hành lý lên. Và khi mà các anh chị đi ra sẽ còn bị check một lần nữa là check về hành lý của tại hải quan. Và khi ra ngoài đó thì người ta sẽ dò mình là từ đâu đến và hành lý của mình như thế nào, người ta nghi bắt qua bên quét thêm một lần nữa để ta check coi có những hàng cấm không, và họ sẽ hỏi là có mang cái gì theo cấm của cái nước sở tại hay không. Nếu chị có thì các anh chị phải khai và lấy ra dục, còn các anh chị mà không khai khi mà họ phát hiện được thì các anh chị sẽ bị phạt và các anh chị bị đánh trong blacklist của họ, thì lần sau khi mà mình đến thì nó sẽ rắc rối hơn. Và nghe chỉ hướng dẫn các anh chị một số cái đơn giản và các anh chị có thể áp dụng theo. Còn trường hợp khi anh chị muốn từ ngay phi trường lót mà bay qua các bang khác hoặc là các anh chị mà dùng để transit thôi thì nó đơn giản là ra các anh chị sẽ đi theo cái chỗ lối transit của mình. Còn các anh chị mà muốn tự mình là book vé riêng một vé khác thì anh chị phải khi mà ra rồi các anh chị phải đi tìm đến cái hãng hàng không sắp tới của mình bay là ở chỗ nào. Và trước khi đi thì Nga xin các anh chị là hãy download cái map của sân bay. Ví dụ như Nga đi phi trường lót thì Nga download cái map của phi trường lót. Tại sao? Khi Nga ra rồi Nga sẽ dòm trong cái map đó và Nga sẽ đi, Nga đi tìm cái hãng máy bay sắp tới Nga sẽ bay ở đâu. Còn nếu Nga dòm cái map đó Nga không hiểu thì Nga sẽ hỏi. Đặc biệt khi ở phi trường các anh chị nên hỏi người và người ta nhiệt tình trả lời cho các anh chị, nhất là các anh chị nên hỏi nhân viên của phi trường. Tại vì sao? Những người khác trong phi trường họ sẽ không trả lời và họ sẽ ít khi nào giúp đỡ mình lắm. Tại vì sao? Họ cũng sợ những bất chắc, giống như mình cũng sợ những bất chắc rủi ro xảy ra. Do đó là nghe chị hướng dẫn cho các anh chị một số cái thôi. Còn khi mà các anh chị ở lại phi trường lót hay là bất cứ phi trường nào một đêm hoặc là chờ transit kế tiếp thì các anh chị phải có đồ ăn dự trữ để đem theo, hoặc là mình sẽ đến những cái khu cafeteria hoặc là những cái restaurant gần đó thì các anh chị mua thức ăn để mà đem theo trong lúc chờ đợi chuyến bay kế tiếp. Và các anh chị sẽ có một những hành trình kế tiếp ok. Đây là một số cái Nga chia sẻ để cho các anh chị có thể tham khảo thêm cho những cái chuyến bay đi, không những đi ở Mỹ hoặc là những cái phi trường khác hoặc là transit ở những chỗ khác. Và các anh chị luôn luôn phải dòm kỹ những cái sai người ta sẽ hướng dẫn tại phi trường. Và Nga cảm ơn các anh chị theo dõi.